Chào các bạn, hôm nay Phạm Thâu Vlog cũng sẽ đọc tiểu sử của Thánh Anselmo. Ngài đã lễ của Ngài kính vào ngày 21 tháng 4 hàng năm. Ngày mai là ngày lễ kính của Ngài, mình sẽ đọc tiểu sử của Thánh. Tiểu sử Thánh Anselmo, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Ngài sinh năm 1033 và Ngài mất năm 1109. Thánh Anselmo chào đời năm 1033 tại Auta trong một gia đình quý phái. Mẹ Ngài là một người rất đạo đức, lãnh trách nhiệm huấn luyện Ngài theo đàng nhân đức. Từ nhỏ Ngài đã được theo học những bậc thầy danh tiếng, bởi thế Ngài đã mau mắn tiến triển cả về học vấn lẫn đức hạnh. Vào tuổi 15, Thánh nhân đã biết chán ghét danh vọng, giả trá thế trần và quyết theo đuổi đời sống tu trì. Nhưng cha Ngài chống lại với ý muốn này. Thánh nhân buồn rầu ngã bệnh, nhiệt tình theo đuổi đời sống tu trì không kéo dài bao lâu, nhất là bà mẹ đạo đức qua đời. Thánh Anselmo rơi vào tình trạng nguội lạnh, nhiệt tình tuổi trẻ bị lôi cuốn vào những hấp dẫn thế trần. Cho đến lúc này, Thánh Anselmo vẫn còn thần tượng của cha Ngài, nhưng Thiên Chúa đã tha phép cho tình âu yếm của ông biến thành cay cú, đòi hỏi và cứng cỏi, đến nỗi Thánh Anselmo đã phải bỏ nhà trốn đi. Ngài từ giã không phải khỏi nhà cha mẹ mà thôi, nhưng còn bỏ luôn quê hương xứ sở cho tới tận miền Borgogne. Tại đây Ngài lấy lại nhiệt tình ban đầu. 3 năm sau, Ngài đến thụ huấn với tu viện trưởng Lanchene ở Pep. Một ngày kia, Anselmo xét thấy mình đã khổ cực để nên thông thái nhiều hơn là để nên đạo đức. Ngài đến quỳ dưới chân Thầy và nói, con có 3 đường để theo, hoặc là trở thành tu sĩ phải biết, hoặc sống ẩn tu, hoặc ở giữa thế gian để phân phát cho người nghèo gia sản của cha con để lại. Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Rôm Nguyên khuyên Ngài theo đuổi đời sống tu trì. Thế là Anselmo gia nhập tu viện Bép. Lúc ấy Ngài được 27 tuổi, Ngài đã dồn nỗ lực để nghiên cứu thần học và đời sống khiêm tốn vâng phục. Năm 1072, Đức Đan Viện Phụ Lanchene được đặt làm Tổng Giám Mục Canterbury. Anselmo được cử lên thay thế làm tu viện trưởng rồi làm đan viện phụ. Sự đơn sơ và nhân hậu của Ngài là đánh tan mọi ghen tương nghi kỵ. Hơn nữa, sự thánh thiện và trí thông minh của thánh nhân đã khiến cho Ngài trở thành danh tiếng không những đối với các vị vua chúa và các đức giám mục mà cả với Thánh Giáo Hoàng Gesio nữa. Tu viện Đức Bà ở Béc trở thành nơi trung tâm của phong trào trí thức thế kỷ thứ 11 năm 1087. Vua Myanmar nước Anh từ trần, Myanmar Rung lên cái vị. Nhà độc tài này không muốn có những chủ chăn mới và sang hoạt động nhiều tài sản của giáo hội, nên khi Đức Tổng Giám Mục Lanchene qua đời, Tòa Giám Mục Canterbury bị trống ngôi năm 1093. Khi Thánh Anselmo viếng thăm Anh Quốc Rutu trong cơn
Trọng bệnh đã xin thánh nhân lãnh nhiệm vụ cai quản giáo phận Canterbury. Thánh nhân đã từ chối, nhưng rồi cũng phải lãnh nhận vì sự nài nỉ của các giám mục và nhất là vì sự chỉ định của Đức Giáo hoàng Urbano II. Nhưng rồi khi nhà vua bình phục, ông hối tiếc vì việc sám hối của mình. Khi bị Đức Anselmo buộc phải chấp nhận quyền của Đức Urbano, ông đã gây áp lực để truất phế Đức Tổng Giám mục. Đức Giáo hoàng không nhận những giáo dân có thể giá cho biết sẽ không tha thứ cho việc truất phế thánh nhân. Nhưng rồi năm 1097, sau nhiều cuộc cãi vã liên tục và vô hiệu, Thánh Anselmo tự ý xin đi ly đày Rumtia ưng thuận. Thánh Anselmo trở về Roma và được khen ngợi vì sự can đảm của ngài sau khi tham dự cộng đồng Paris và Roma. Thánh nhân tìm về đời sống tu viện tại dãy núi Apennines. Nơi đây ngài hoàn thành tác phẩm Tại sao Thiên Chúa làm người. Ngài tuân thủ từng chi tiết của lề luật như một tập sinh. Ngài nói, cuối cùng tôi gặp được chốn nghỉ ngơi. Năm 1100, Ruptu qua đời trong một cuộc đi săn. Hebrian vua lên kế vị nhà vua mới triệu vời vị tổng giám mục trở về giáo phận năm 1106. Ngài trở về điều khiển giáo hội tại Anh Quốc. Trải qua biết bao thăng trầm, thánh nhân vẫn giữ được tâm hồn bình lặng. Ngài không bỏ qua công việc tìm kiếm thần học. Bởi đó, ngài đã trở thành chiến sĩ đầu tiên của giáo hội sau những thế kỷ đen tối. Luận chứng của ngài nhằm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa nay vẫn còn được biết đến. Thần học của ngài là một phần linh đạo đặt trên sự cảm thông với những đau khổ của Chúa Kitô. Với tư cách tổng giám mục Canterbury, ngài đã chấm dứt việc bôi nhọ các thánh quê mùa của nước Anh Quốc và góp phần khơi dậy cảm tình những gì truyền thống nước Anh từ xưa để lại. Đây là việc làm có giá trị lâu bền vì sửa lại được tình cảm phân rẽ và cuộc chinh phục của Myanmar gây nên. Năm 1109, Thánh Anselmo qua đời, một con người đã luôn biết tìm kiếm Chúa. Tôi không tìm hiểu để tin những tin để mà hiểu biết. Cuối cùng, ngài đã tìm về được sự sáng vĩnh cửu. Trích trong theo viết chân người, chân dung các thánh nhân. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Ngày mai là ngày kính của Thánh Anselmo. Xin chào các bạn.